Thưa quý vị, sau vụ cháy chung cư Carina vào cuối tháng 3 vừa qua, thì thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn. Trong đó có việc kiểm tra hàng loạt các chung cư cao ốc về việc đảm bảo các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, qua các đợt kiểm tra cho thấy, từ chung cư cũ đến chung cư mới, từ nội thành đến ngoại thành, thì việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của các chung cư vẫn còn có nhiều điều đáng lưu tâm. Vào chiều ngày 3 tháng 5, theo chân đoàn kiểm tra phòng cháy chữa cháy liên ngành, phóng viên chúng tôi đã có mặt tại chung cư Quốc Cường Gia Lai, nằm trên đường Trần Xuân Soạn thuộc phường Tân Kiển, quận 7. Đây là khu căn hộ cao cấp có 21 tầng, với tổng số là 152 căn hộ và được đưa vào sử dụng từ tháng 7 năm 2011. Theo phản ánh của một số người dân, đến nay, hệ thống phòng cháy chữa cháy và thoát nạn của chung cư này vận hành vẫn chưa tốt. Thì là cư dân ở đây người ta rất ngại về cái chuyện đó. Như là cái hệ thống báo khói ở trong nhà các căn hộ đó. Thì một số người kêu là nhà người ta khói lên. Vì sự cố khói lên mà chả thấy nó báo gì hết trơn á. Tại chung cư cao cấp này, đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều lỗi vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy. Như hệ thống báo cháy tự động không kết nối với hệ thống thang máy. Các hệ thống chữa cháy không được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định. Cửa thoát nạn đi lên sân thượng thì bị khóa. Và như thường lệ, không ai đứng ra nhận trách nhiệm về những tồn tại này. Ban quản trị thì nói đã yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất. Còn chủ đầu tư thì lại nói mọi thứ thuộc về ban quản trị. Trong cái quá trình bàn giao đó thì có rất là nhiều cái thiết bị chưa đạt, chưa đủ yêu cầu cũng như là những cái cơ sở vật chất chưa hoàn thiện. Bên ban quản trị cũng rất có nhiều lần gửi văn bản qua yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành những cái cơ sở hạ tầng đó cho tốt nhưng mà luôn lúc nào cũng rơi vào thanh lãng. Quyền vận hành cái tòa nhà này thuộc về ban quản trị. Và hiện nay á là ban quản trị đang thuê một cái đơn vị quản lý trở lại. Đồng thời ban quản trị có tức là thu đang giữ toàn bộ các tiền 2% của cư dân đang ở tại cái chung cư này. Và cái chi phí bảo hành vận hành và bảo trì mọi thứ hiện nay nó đang thuộc nằm về quyền của ban quản trị. Thực tế, những lỗi vi phạm như tại chung cư Quốc Cường Gia Lai không phải là cá biệt, bởi sau khi kiểm tra các chung cư trong thời gian vừa qua, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đều phát hiện những vi phạm tương tự. Đại diện cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, cùng với tăng cường xử lý kiên quyết hơn, thành phố cũng sẽ công khai tên những chung cư không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để người dân cùng tham gia giám sát. Qua rà soát, có nhiều công trình không đảm bảo các điều kiện về giao thông, nguồn nước, phục vụ chữa cháy, giải pháp chữa cháy, lối thoát nạn, hệ thống kỹ thuật phòng cháy chữa cháy không được duy tu bảo dưỡng. Thông qua kiểm tra sẽ tổ chức công khai những công trình chủ đầu tư vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh có trên 1.300 chung cư, nhà cao tầng, trong đó có 474 chung cư cũ xây dựng từ trước năm 1975. Mặc dù sau vụ cháy chung cư Carina, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho chung cư và nhà cao tầng tại thành phố được quan tâm hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, các đơn vị chức năng, mà còn là trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản trị chung cư và chính cộng đồng dân cư tại các chung cư.